Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợ nha các bạn. Kỳ hôm nay Lợ nói về toán có L văn, thì các bạn nên tóm tắt để nhớ cái nội dung của đề bài. Rồi bắt đầu các bạn đọc đề nè. Một cái hình chữ nhật nè, có chiều dài 27 cm, chiều rộng kém hay còn gọi là ít đó các bạn. Kém chiều dài là 19 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó, đơn vị là cm vuông. Thì để tính được diện tích hình chữ nhật, ta phải có chiều dài và chiều rộng. Khi chiều dài có rồi thì mình ký hiệu dài nè, mình làm nháp nha. Đây 27 cm. Đây hằng rộng kém hằng rộng là ít hơn 19, dễ ít hơn mình bỏ bớt đi 19. Đây bỏ bớt đoạn này là 19 cm. Vậy muốn tìm đoạn này thì ta có phải lấy 27 trừ đi cái đoạn 19 không ạ? Ra được chiều rộng. Vậy ta giải chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy 27 trừ cho 19 ra bao nhiêu ạ? Ra 8 cm. Khi đã có chiều dài rồi và có chiều rộng rồi thì các bạn tính được diện tích hình chữ nhật là cái diện tích hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Ra kết quả bằng bao nhiêu các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợ và nhớ đáp số. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào bạn.